thì thực ra mà nói đấy thì vì đấy thì thực sự là nói là cái đó cái mình cái lúc mà mình làm cái logo và mình viết bằng tiếng Minh ấy, thực ra là mình lúc ấy là bắt đầu là lúc ấy là hơn 12 giờ đêm mình bắt đầu mới làm tức là mình ngồi mình viết xong mình làm một mạch đến khoảng độ chắc khoảng độ 2 rưỡi đến sáng gì đấy, tức là rồi trong đêm ngồi làm mình ấy, cảm giác như là lúc ấy mình bị cuốn vào ấy, nó bị cuốn vào tại vì mình thấy nó cũng rất là hay. Thì hôm cái thời điểm đấy là lúc ấy mình vào mình xem các cái trang web, mình xem cái page, mình xem cả những cái trả lời, cái đối đáp với cả cái người khác ấy. Thì sau đấy là mình dần hiểu dần cái ý ấy. Thì nói chung là cái thực sự mình làm đây là mình cũng là muốn làm cái gì đấy nó thiên về tinh thần ấy, tức là mình làm đầu tư tinh thần là được, như kiểu cái tất cả cái đối đáp lại cái cuộc thi mang nặng tính tinh thần như là mình theo hiểu cái điều đấy. Thì đọc qua, xem qua cái đấy thấy cái tinh thần, cái tấm lòng trong đấy nó rất là cao. Với lại cái việc nữa là mình cũng tìm hiểu, cũng đọc về những bài giới thiệu về giám đốc. Mình cũng nói chung là rất là ngưỡng mộ. Mình đọc rất nhiều báo viết thì mình cũng nói chung là rất ngưỡng mộ và mình thích kiểu những cái thích người như vậy. Mình thích bởi vì giống như mình, tại vì mình cảm giác như là cách đây 10 năm thì mình cũng khởi nghiệp cũng vậy và rất là những người rất là có trí về kinh doanh thứ gì rất thích. Thì thực ra là cái có rất nhiều động lực để đưa mình đến cuộc thi này, và cái động lực đấy nó giúp cho mình gọi là chăm chút cho cái sản phẩm tinh thần của mình tốt nhất. Còn thực sự thì nhiều cuộc thi khác thực sự mình cũng có cuộc thi mình không tham gia và có tham gia nhưng mà nó ở mức độ là nó cũng hơi hở thôi, vì là bản chất mình cũng không thường nhiều khi tham gia cũng là để lấy danh tiếng, không hẳn là nó cũng không có cái hứng thú, nó không có một cái cảm giác gì mà thì thực sự là đấy nhé, thế này nó cũng phù hợp công ty nhé, công ty dẫn thường toàn bộ là những người tâm huyết với công ty này, đánh nặng với tinh thần, còn những kia là cái đến sau nhưng mà chắc là cái công ty đến sau thì đấy, cái đấy khi mà gặp cái ý tưởng của anh thì cái thiết kế của anh rất phù hợp. Thực ra thì trong các cái gọi là phần thưởng thì mình rất là đánh giá cao cái mà cái tờ chứng nhận, cái tờ chứng nhận thì nó thực ra là nó vừa là mình nói là nó vừa là một cái mà nó trong gọi là hồ sơ năng lực của mình, đánh giá cái năng lực của mình, nhưng mà đồng thời nó cũng là như kiểu một cái dấu mốc, một cái kỷ niệm cũng rất hay ở cái thời gian mình cũng đạt được cái mốc mà nó làm những tinh thần cao thì mình rất thích.